đây là sự kiện cuối cùng của Cúp Marathon 2023 tại Hải Phòng rồi, nên là Việt Anh cảm thấy rất là vui khi có mặt tại Hải Phòng. Chiến thắng bọn anh không? Cố gắng lên nhá. 2 1 bắt đầu. Thế giới mà sao sẽ yên ấm hơn, cùng chung tay mang đến cho mọi người niềm vui, vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh xanh, để chúng ta hãy vẫn hành động tốt mỗi ngày. Cùng cố gắng la 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 la. Oh eh oh. La 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 la. Oh eh oh. La 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 la. Oh eh oh. Ta hãy vẫn hành động. Chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay em Việt Anh mang đến cho các bạn nhỏ ba món đồ cực kỳ đặc biệt của Kun. Đó là chính là một chiếc iPad Kun biết tuốt này, một chiếc máy ảnh Kun có ngay luôn, và một chiếc túi Kun đa năng Tết tung tăng luôn đó. Bây giờ thì tất cả anh em chúng mình cùng chụp với nhau một kiểu ảnh được không? Okay. Nhà lời kêu phải anh Việt Anh không anh nhỉ? Đúng rồi đấy. Ui, hôm nay nhiều đồ nhỉ, có cả máy ảnh Kun có ngay luôn nhỉ anh? Có cả chiếc iPad Kun biết tuốt. Đúng rồi, iPad Kun biết tuốt. Hay là anh em mình ra xin đi anh ơi. Đi. Anh Việt Anh ơi. Anh có thể cho em xin cái máy ảnh Kun có ngay luôn này được không anh? Cho em xin chiếc iPad Kun biết tuốt này được không anh? Cái gì vậy? Nhưng mà hai em là ai? Em là Minh Đức này anh. Em là Minh Nhật đây. Minh Đức à? Em ấy, 10 năm trước nhà em còn chia anh nửa cái bánh mì, anh không nhớ à? 10 năm trước nhà em còn chia anh nửa cái bánh mì, anh không nhớ à? 10 năm trước em cõng anh đi học mà anh không nhớ à? Đâu? Minh Đức đúng không? Vâng, Minh Đức đây. Minh Nhật. Vâng. À, anh nhớ hai đứa rồi. Trời ơi. Em đây. Nhưng mà hai em cần gì ở anh? Em muốn cái máy ảnh Kun có ngay luôn này anh. Còn em thì muốn chiếc iPad Kun biết tuốt này này anh. Nhưng mà không biết có nên cho không nhở? Không biết có nên cho không nhở? Đi anh cho đi. Đi anh. Đi mà. Thôi được rồi. Bây giờ anh cho Cần Minh Đức một cơ hội nhá. Nếu Cần Minh Đức biểu diễn cho tất cả các bạn nhỏ ở đây một màn trình diễn tâng bóng nghệ thuật mà các bạn vỗ tay ấy, thì Minh Đức sẽ giành chiến thắng. Em đồng ý anh ơi. Cố lên nhá. Và đây là Cần Minh Đức siêu tài năng nhí. Gần mới đây anh đã đạt được top 3 của giải U16 thế giới. Đúng không các bạn nhỏ ơi? Quá tuyệt vời đấy ơi! Một tràng vỗ tay cho anh Đức nào! Hay quá Đức ơi! Thấy Đức biểu diễn rất là hay nhá, mà bạn nhỏ ở dưới ai cũng vỗ tay. Đây là một phần quà máy ảnh Kun có ngay luôn cho em là rất là xứng đáng. Nhưng mà anh vừa để ở nhà rồi, tí qua nhà anh lấy nhá. Anh vừa để ở nhà rồi, tí qua nhà anh lấy nhá. Nhưng mà anh ơi, anh Việt Anh ơi. What? Anh Việt Anh ơi, còn em? Minh Nhật à? Vâng. Nhưng mà anh chỉ còn hai món đồ này thôi. Nhưng mà thật ra ấy, là em đã thích cái món iPad Kun biết tuốt này từ rất là lâu rồi. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để sở hữu anh ạ. Nên là anh cho em được không? Không biết có nên cho không đây. Thôi được rồi, cho Minh Nhật một cơ hội nhá. Vâng. Nếu Minh Nhật bắt dính được 5 cú sút của anh thì Minh Nhật sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà phải tập trung đấy, tại vì cú sút của anh rất là mạnh. Cố gắng nhá. Lượt đầu tiên của anh Minh Nhật. Cố lên Minh Nhật. Wow, bắt dính luôn. Lượt thứ hai của anh Minh Nhật. Wow, Nhật rất tự tin. Cun biết tuốt này rồi. Em cảm ơn anh Việt Anh. Bây giờ anh Việt Anh chỉ còn đúng một món đồ này thôi.
ơi, thôi anh đừng buồn nữa. Thật ra em với anh Minh Nhật cũng có món quà mình tặng cho anh đấy. Đúng rồi đấy anh ạ. Đó là lì xì Tết Cun. Mong rằng anh thể tập luyện thật tốt này và nhớ là vận động 60 phút mỗi ngày anh nhá. Hình như cái này là mua trong những thùng sữa Cun tỷ phú thì sẽ được 100% trúng thưởng đúng không Minh Đức? 100% trúng thưởng. Trời ơi, anh cảm ơn Đức, cảm ơn Nhật nhá. Và món quà anh dành cho Đức thì mong rằng là Đức sẽ cố gắng lưu giữ lại những kỷ niệm thật đẹp cùng bố mẹ và gia đình và những bạn bè và bạn nhỏ ở dưới nhá. Dạ, em cảm ơn anh. Còn Minh Nhật, anh dành món quà này cho em thì mong rằng em sẽ học tập thật tốt, nhưng mà nhớ là không được chơi game nhá. Dạ vâng, em hứa. Bây giờ thì ba anh em chúng mình cùng chơi bóng với nhau được không? Ok anh. 2, 3, yeah! Bên trái em vỗ tay lớn đi nào. Bên phải ơi. Những ngày một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi Cun tỷ phú. Tết Cun tỷ phú trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui.